Người đẹp bóng chuyền Kim Huệ chờ điều mới mẻ 2023, Thu Hoài khoe thành tích khủng. Các mỹ nhân bóng chuyền mỗi người đón năm mới 2023 theo một cách khác nhau, nhưng tựu chung là niềm hân hoan và nhiều kỳ vọng. Năm 2022 qua đi và 2023 đã đến. Tống Cựu Ninh Tân là tâm trạng chung của mọi người. Với các vận động viên bóng chuyền, dịp năm mới như thế này là quãng nghỉ hiếm hoi nên các cổ động viên cũng như huấn luyện viên đều muốn tận hưởng. Trên trang Facebook cá nhân, cựu vận động viên Phạm Kim Huệ, mỹ nhân của làng bóng chuyền Việt Nam và hiện nay đã đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên tại Ngân hàng Công Thương, chia sẻ sự chiêm nghiệm về năm 2022 đã qua. Ở tuổi 40, cách phụ công tên tuổi một thời của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đón năm mới cũng nhẹ nhàng, sâu lắng. Kim Huệ gửi thông điệp giàu ý nghĩa, những ngày cuối năm, hãy buông bỏ những nỗi buồn, những nỗi tâm sự trong lòng mình và bắt đầu một năm mới với nhiều điều thật mới mẻ, thật bình yên và thật vui tươi nhé. Hãy đón chào đón một năm mới với nhiều thành công mới. Trong khi đó, mỹ nhân thuộc thế hệ đàn em, Nguyễn Thu Hoài lại đón năm mới theo cách vô cùng đặc biệt. Mỹ nhân người Thái Bình tự thưởng cho mình một chuyến du hí Hàn Quốc, đồng thời hãnh diện khoe thành tích cực khủng mình đã đạt được trong năm 2022. Có đến 9 gạch đầu dòng mà Thu Hoài đã đạt được trong năm 2022 và đây đều là những thành tựu lớn. Thu Hoài đặt ra mục tiêu cực lớn cho năm 2023 khi phải hoàn thành gấp đôi lượng công việc đã đạt được trong năm vừa qua. Tiến Long.